Thì trong thời gian này, thị trường đang nóng bỏng cho nên có rất nhiều bạn đã tham gia vào chuyện này cũng như đã tìm đến Thuận Capital để tìm hiểu những cái thông tin mới nhất và hữu ích. Thì đương nhiên tôi rất là vui nhưng mà những bạn mới tham gia vào cũng nên xem một cái video tôi đã đăng ở trên những mạng xã hội cũng như là trên Youtube Video 537 uh, chia sẻ về những thông tin căn bản theo dõi Thuận Capital, các bạn cần biết những cái thông tin nào uh, và cách làm việc của channel này để các bạn hiểu hơn về Thuận Capital. Và các bạn thấy được là chúng ta bây giờ đã gần đến cái video 1000 rồi Video này là video 537 Và thật ra nếu như chúng ta không có tính những video là phần 1, phần 2, phần 3 đó Thì cái số lượng video đã gần 1000 hơn là bây giờ rất nhiều Nhưng mà các bạn thấy là kênh này đã hoạt động rất là lâu Và các bạn cũng nên tìm hiểu để xem coi là kênh Thuận Cáp được hoạt động như thế nào để các bạn hiểu cái làm việc của kênh này hơn cũng như là các bạn có thể lên trên thuận cap.com để các bạn có thể tìm thấy là thuận đang lưu trữ những đồng nào để cho khi mà thuận chia sẻ thông tin đó các bạn có thể hiểu được là thuận có lưu trữ đồng đó hay là không đây là một trong những điều mà thuận mang đến cho các bạn cũng như các bạn có thể bấm vào tài nguyên thì nếu các bạn muốn là tìm hiểu những thông tin căn bản liên quan đến thị trường này cũng như là liên quan đến kênh liên quan đến những cái tài liệu mà quan trọng các bạn bấm vào tài nguyên thì các bạn sẽ có một cái danh sách là sử dụng tài nguyên kênh thuận capital những link nào các bạn cần nên bấm vào để hiểu thêm về các hoạt động và những cái tài liệu như là các bạn thấy được là các bạn có thể tìm những cái bài hướng dẫn giao dịch các bạn có thể là tìm những bài hướng dẫn cơ bản những kiến thức cơ bản mà thường nghĩ là những bạn mới tham gia vào sẽ có rất là nhiều hứng thú về tài liệu này các bạn có thể vào trang web thuận capital.com để tìm thấy thông tin này và chúng ta bây giờ hãy nói tới một cái bài bỏ phiếu mà Thuận đã đăng từ ngày hôm qua tới bây giờ Đó chính là bài bỏ phiếu chu kỳ tâm lý thị trường Thuận cảm thấy là rất là nhiều bạn hứng thú với tài liệu chu kỳ tâm lý thị trường Những video Thuận đăng ngày hôm qua đã giải thích rất nhiều về cái chu kỳ tâm lý thị trường cũng như là chúng ta đang ở đâu Thì ngày hôm qua Thuận có chia sẻ với các bạn đó là chúng ta phải chia ra làm hai cái nhóm nếu chúng ta nói tâm lý thị trường đó thì chúng ta phải nói là những người mà đang trong thị trường này là đang ở giai đoạn nào và thuận thì nghĩ là chúng ta đang nằm ở giai đoạn phấn khích có nghĩa là giai đoạn mà các bạn không chỉ là tiếp tục mua thêm chú tâm mua thêm crypto mà còn bắt đầu nói với người thân những bạn bè là bây giờ là thời điểm để mua crypto và các bạn thấy là những người mới đó thì tôi nghĩ là khi mà tham gia vào thì họ thực sự là mới bắt đầu từ lạc quan mà thôi. Cho nên nếu chúng ta tính chung mọi người, thường nghĩ là chúng ta đang nằm trong phạm vi là niềm tin. Thì các bạn thấy là bài bỏ phiếu này cũng phản ảnh những tài liệu tương tự. Các bạn thấy được là có rất nhiều bạn đã tham gia bỏ phiếu 265 bạn. Và các bạn bỏ phiếu thì cho thằng thấy được là phần lớn, phần lớn luôn. Chúng ta thấy được là 16% nghĩ là đang trong giai đoạn hoài nghi. Hoài nghi là giai đoạn là chỉ bắt đầu tăng trưởng mà thôi. Hy vọng là 24,91% như là gần 25% các bạn nghĩ là chúng ta nằm trong cái thời kỳ là hy vọng, lạc quan là 22,26%, có nghĩa là cái thời kỳ này và niềm tin thì có tổng cộng là 12,83% là các bạn bỏ phiếu cho niềm tin. Và nếu chúng ta cộng 16 cộng cho 24 cộng cho 22 cộng cho 22% thì gần như là 75% của các bạn nghĩ là chúng ta đang nằm trong thời kỳ mới bắt đầu thôi từ hoài nghi cho đến phấn khích và phần lớn các bạn các bạn thấy được là gần như 50%, 24,91% cộng với lại 22,26% thì gần như là phân nửa các bạn nghĩa là chúng ta đang nằm trong cái thời gian là từ hy vọng cho đến lạc quan nghĩa là trong thời kỳ này hy vọng đến lạc quan nghĩa là các bạn đều nghĩ đây chúng ta đang nằm trong thời kỳ rất sớm phần lớn các bạn nghĩ chúng ta đang nằm trong khoảng cái khoảng này mà thôi tôi hy vọng tới lạc quan phân nửa những bạn nào mà đã bỏ phiếu nên là chúng ta vẫn đang chờ đợi cái sự tăng trưởng mạnh các bạn thấy được là từ lạc quan đến hưng phấn là tăng trưởng rất là mạnh và tăng trưởng liên tục cho nên đây là cái suy nghĩ chung của những bài nào mà đang xem channel thuận cấp với đồ thuận cũng mang đến cho các bạn để các bạn có thêm một cái thông tin bây giờ chúng ta hãy nói tới những cái thông tin on chain từ crypto coin thông thường mà chúng ta hay nhìn các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan đến là bao nhiêu bitcoin được đạp vào so với lại bao nhiêu bitcoin được rút ra khỏi sàn trong vòng 7 ngày qua và chúng ta nói chung những sàn lớn thì các bạn thấy được là ngày hôm qua đó 12 tây thì có 70,4 ngàn bitcoin được nạp vào và rút ra là 70,32 ngàn nghĩa là gần như bằng nhau. Ngày trước đó 11 tây thì các bạn thấy được là cái số bitcoin được nạp vào là 91,02 và rút ra là 85,76 ngàn nghĩa là tăng thêm 5,26 ngàn bitcoin. Thì tình hình nói chung bitcoin 7 ngày qua thì trên sàn là có tới 523 ngàn. Nhưng mà rút ra thì chỉ có 5 cho 7 mà thôi Có nghĩa là trong vòng 7 ngày qua thì có thêm 15 vay bảy Bitcoin ở trên sàn Đây là tình hình của cái số lượng Bitcoin mà có trên những sàn vẫn tiếp tục dư ra Cho nên các bạn thấy được là có cái lực bán trong vòng 7 ngày qua Không giống như là thời điểm trước đó ngày nào cái số lượng Bitcoin mất đi Thì trong thời điểm này đã có thêm Bitcoin trên sàn Các bạn thấy được là trong cái thời gian là 7 ngày qua thì chúng ta cũng thấy được là hoạt động của những cá voi thì cũng tương đương như là trước đây các bạn thấy được là đặc biệt là trong vòng 3 ngày qua ngày 10, ngày 11, tây 12 tây đó thì hoạt động cá voi đã giảm đi trong vòng mấy ngày qua đây là một cái dẫn chứng cho các bạn thấy được là cái số lượng mua bán trên thị trường bây giờ đó trong vòng cái thời gian là mấy ngày qua là phần lớn đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ hoạt động cá voi thì cũng tương tự thậm chí là trong vòng từ ngày 10 tới ngày 12 thì những cá voi đã ít hoạt động hơn những sàn các bạn thấy là nạp vào thì trước đây đó là tỷ lệ nạp vào của những cái vôi đã tới 38% nhưng bây giờ là ngày hôm qua chỉ còn có 31% mà thôi. Còn rút ra thì trước đây các bạn thấy là ngày 6 tây là tới 42% cái số đơn rút đã đến từ những cái vi lớn nhưng mà bây giờ chỉ còn có 38 mà thôi có nghĩa là các bạn thấy là tình bây giờ phần lớn cái sự dao động trên thị trường là dẫn đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ và đây cũng có thể giải thích được tại sao chúng ta thấy được là thời gian gần đây nó không thấy nhiều những cái bitcoin mất đi ra khỏi sàn tại vì những nhà đầu tư thông thường đó phần lớn các bạn khi mà mua đó các bạn sẽ để sẵn trên sàn chứ không có mua xong rút về ví cá nhân tại vì nhiều bạn mua để trên sàn sẵn để cho tiện khi mà giá lên bán cho nên chúng ta mới thấy cái tình hình là không có nhiều bitcoin được rút ra khỏi sàn trong thời gian các bạn thấy là khoảng chừng là 10 ngày qua vì lý do đã, đã có thêm những nhà đầu tư riêng lẻ xuất hiện trên sàn. Nhưng mà ngược lại chúng ta nhìn vào tài liệu tương tự của Ethereum. Thì các bạn sẽ thấy là hoàn toàn khác biệt. Khác biệt chỗ nào? Các bạn thấy được là từ ngày 6 tháng 12. Như là một tuần qua. Thì chúng ta đã thấy được là Ethereum. Thì nạp vào đó. Các bạn thấy được là chúng ta thấy là ngày hôm qua là có 366.000 được nạp vào. Nhưng mà rút ra là 421.000. Có nghĩa là chúng ta mất đi 55.000 Ethereum. Trong ngày hôm qua thôi, ngày trước đó nữa là có 598.000 Ethereum được nạp vào Mà rút ra đã lên tới 674.000 là mất đi 76.000 Nhưng mà ngày trước đó thì có thêm 72.000 Thì chúng ta nhìn tổng quát đi, các bạn thấy được là tính chung hết thì 7 ngày qua có 3,05 Ethereum được nạp trên những sàn Rút ra là 3,4 triệu Ethereum được nạp ở những sàn Có nghĩa là các bạn thấy là Ethereum tiếp tục mất đi Trong vòng 7 ngày thôi đã mất đi 387.121 đồng Ethereum các bạn có thể hiểu được là tin thì bây giờ Ethereum vẫn tiếp tục mất đi rất là nhiều. Đây là một cái dấu hiệu là Ethereum đang bị thu mua rất nhiều cho nên đây là một đồng mà thường rất là quan tâm đến. Tình hình bây giờ là Ethereum vẫn đang khang hiếm trên những sàn giao dịch và tình hình là không thay đổi trong vòng mấy ngày qua mà thậm chí các bạn thấy được là những cái thời điểm mà chúng ta thấy là giá Bitcoin đi xuống thì cái số lượng người tên mình có thêm trên sàn cũng không có nhiều và thậm chí là cũng trung bình là các bạn thấy được là trong vòng 7 ngày qua thì năm trong 7 ngày đã mất đi rất nhiều tê rồi cho nên đây vẫn là một trong những đồng mà thường cảm thấy rất là tiềm năng trong cái khoảng thời gian tới đây nhất là bây giờ Ethereum vẫn chưa có phá đỉnh cũ chúng ta thấy được là giá Ethereum bây giờ đó là 1.100 đô thì trước khi mà giá Bitcoin đi xuống á, thì tem đã lên tới là 1.351 Nghĩa là chỉ cách đỉnh cũ chỉ có 70 đô mà thôi Nhưng mà sau đó Bitcoin đi xuống thì kéo cả thị trường xuống theo Và bây giờ thì tem vẫn là dưới 1.100 đô Và các bạn có thể thấy là khi Bitcoin rời khỏi cái đỉnh cũ là 20.000 đô Thì đã lên tới 42.000 đô Ethereum, các bạn có nghĩ đi nếu như mà tương tự thì Temium rồi khỏi cũ là 1.400 đô mà lên tới gấp đôi như là Bitcoin lên tới 2.800 đô thì những người nào mà đầu tư Temium có thể đã có được lợi nhuận lên tới 3 lần nếu như mà đó là sự thật cho nên thì Temium vẫn là một trong những cái altcoin lớn mà thường đang rất là chú tâm và các bạn cũng đã biết là thường đang nói rất nhiều lần trong thời gian qua là thường đang rất là tích cực tích lũy thêm Temium tại vì đây là một trong những đồng mà thường thấy rất có tiềm năng về cái sự tăng trưởng giá cả đương nhiên đây chỉ là thường chia sẻ cá nhân của thường đang làm gì mà thôi thường chỉ muốn cho các bạn có thêm một cái thông tin thì bây giờ chúng ta hãy đổi qua để mà nói tới một số những cái tin tức lớn ngày hôm nay thì trước hết chúng ta nói về tin tức liên quan đến XRP đi Tại vì thông biết rất nhiều bạn quan tâm đến cái tình hình của XRP Thì nhiều bạn có đã biết là XRP bị SEC ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ kiện Và vụ kiện này là sẽ bắt đầu ra tòa tháng 2 Nhưng mà ra tòa là sẽ trực tuyến như là không có trực tiếp đi tới Mà sẽ qua tòa thông qua Internet và các bạn thấy đây giữa cái điều kiện này đó thì đã có rất nhiều sàn là ra quyết định là một là ngưng không hỗ trợ XRP và hai là loại bỏ đồng XRP ra khỏi sàn. Và một trong những cái thông tin mà nhiều bạn cũng đang muốn biết thì chính là liên quan đến công ty Rayscale Investment. Thì công ty Rayscale này đó các bạn cũng đã biết là cách đây không có lâu thường nhớ là cách đây khoảng chừng là 10 ngày thì đã ra cái thông tin là công ty Rayscale này đã lưu trữ đồng XRP ở trong hai cái quỹ đầu tư. Một quỹ là đầu tư tổng hợp, một quỹ là đầu tư riêng cho XRP hay gọi là XRP Trust thì cái quỹ đầu tư tổng hợp đó thì cái đây khoảng chừng là hơn một tuần công ty Rayscale đã ra cái thông báo là sẽ không tiếp tục lưu trữ đồng XRP nghĩa là sẽ loại bỏ đồng XRP ra khỏi quỹ đầu tư đó nhưng mà chúng ta cũng biết là thời điểm đó công ty Rayscale vẫn tiếp tục là lưu trữ đồng XRP trong cái quỹ đầu tư riêng cho XRP nhưng mà chúng ta thấy được là thông tin không tốt đã xảy đến ngày hôm nay đó chính là hôm nay ngày 13 Tây ở Hoa Kỳ thì công ty Rayscale đã ra thông báo là sẽ bắt đầu loại bỏ đồng XRP có nghĩa là họ sẽ bán những đồng XRP này và sau khi mà trừ cái tiền phí ra thì số tiền còn lại là sẽ được hoàn lại cho những nhà đầu tư mà đang nắm giữ cổ phần trong cái quỹ đầu tư XRP Trust này. Thì đương nhiên đây có nghĩa là công ty Rayscale sẽ không tiếp tục hỗ trợ đồng XRP nữa. Họ sẽ không tiếp tục thu mua trên thị trường nữa. Đây là một thông tin thường cảm thấy là không tốt đối với nhiều người mà đang lưu trữ đồng XRP. Thì chúng ta thấy hôm nay là ngày tốt cho nên khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu đi tài liệu này là tài liệu liên quan đến giá cả của XRP coi coi là ngày hôm nay thì giá cả như thế nào mình thấy là đồng XRP thì vẫn tiếp tục có thể giữ được cái mức là hàng thứ tư và các bạn thấy được là tổng số hóa vẫn là 13 tỷ và bây giờ là cái giá vẫn là 29 cent thì cảm thấy là cái giá này so với giá thấp nhất trong cái thời kỳ gần đây đó thì cũng là không có thấp lắm cho bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái giá của đồng XRP đi chúng ta nhìn vào trong vòng một tháng qua thì các bạn thấy được là cái giá thấp nhất của đồng XRP là khoảng chừng là 19 cent thì bây giờ đã trở về cái mức là 29 cent ở cái thời điểm hiện bây giờ thì có nghĩa là chúng ta thấy được là giá của đồng một đồng XRP này từ 19 cent cho tới bây giờ đã hồi phục lại là 50% rồi Nhưng mà nào mà đã lưu trữ từ lúc tới 19 cent tới bây giờ thì cũng đã có được cái phần lợi nhuận đó Nhưng mà các bạn thấy được là sau khi XRP lên tới 35 cent thì đã bị đẩy cho xuống à, Ngày 11 Tây cùng với lại tất cả các đồng xuống còn 26 và bây giờ đã trở lên còn 29 cent Thì thông tin liên quan tới cái sự kiện của XRP và công ty Grayscale đó Ngày hôm nay cũng không có làm ảnh hưởng nhiều đối với giá cả Và ngày hôm nay là một ngày tốt đối với rất nhiều đồng cho nên các bạn thấy được một XRP tuy không tăng nhưng mà cũng không có giảm Bây giờ coi như là chỉ giảm 0,6% mà thôi coi như vẫn tiếp tục đi hàng ngang Ở à, cái mức này Thường biết là rất nhiều bạn quan tâm đến tình hình của XRP khi mà có thêm thông tin Tôi sẽ chia sẻ với các bạn Thì nói tới XRP có một cái airdrop gần đây mà các bạn cũng đã biết <laughs> rất nổi tiếng đó chính là airdrop của Flare Network nghĩa là airdrop tổng Spark mà các bạn cũng đã biết chúng ta nói rất nhiều cái tên khoảng chừng một tháng đó thì tuy chúng ta vẫn chưa nhận được cái Spark Token Spark Token của Flare Network này đó là thuận nhớ họ nói là khoảng chừng từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay thì mới bắt đầu là phát hành cho nên chúng ta vẫn chưa nhận được nhưng mà Flare Network lại đưa ra một thông báo là những người nào mà lưu trữ Litecoin cũng sẽ có thể nhận được uh, Spark Token nhưng mà bây giờ chưa có chi tiết là các bạn cần phải làm gì để nhận được cái Spark token từ Flare Network cũng tương tự như các bạn trước đây lưu trữ trong XRP thì nhận được Spark token thì những bài nào mà đang lưu trữ Litecoin cũng sẽ nhận được Spark Token nhưng mà chúng ta vẫn chưa có chi tiết là ai sẽ nhận được và nhận như thế nào và các bạn có phải gửi lên sàn hay không ví nào hỗ trợ vân vân những tài điều đó khi thường có thêm thông tin thường sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà bây giờ thì các bạn thấy được là những bài nào mà lưu trữ Litecoin thì có cơ hội nhận được đồng Spark Token cũng tương tự như những bạn nào mà lưu trữ à, Đọc đồng XRP trước đây thì công ty Flame Networks này nói là cái hệ thống Litecoin có thể là sử dụng những cái hợp đồng thông minh tương tự như là Ethereum nhưng mà trên mạng lưới của Flare Network thông cũng chưa hiểu là hoạt động như thế nào nhưng mà họ nói là cái Flare Network này sẽ bắt đầu từ quý 2 nghĩa là từ tháng 3 tới tháng 6 cho nên đây là cái thời gian mà chúng ta sẽ nhận được đồng Spark Token thì cái số lượng mà đồng Spark Token sẽ để riêng ra cho những người mà lưu trữ đồng Litecoin là bao nhiêu thì dựa theo thông tin từ Flare Foundation này Thì họ nói là tổng cộng là sẽ có 5 tỷ đồng FLR Sẽ được đưa đến cho những người mà lưu trữ đồng Litecoin Thì một trong những điều mà thường cảm thấy là không biết bài viết này viết sai hay là có gì đó không đúng Tại vì các bạn thấy được là cái token trên mạng lưới của Flare Network đó Đó chính là cái mạng lưới uh, mà sử dụng một đồng gọi là Spark Token Nhưng mà bây giờ họ để để là Flare Token Cho nên Thùng cũng không hiểu rõ là tình như thế nào Nhưng mà 5 tỷ FLR này là 5 tỷ này là 5 tỷ không phải là họ mới vừa in ra để mà đưa cho những người mà lưu trữ đồng Litecoin mà Cái số tiền này là cái số tiền trừ ra từ những cái người mà sáng lập Có nghĩa là cái số lượng tiền này là dành riêng cho những người sáng lập và cái đội nhưng mà họ sẽ trích ra 5 tỷ Đồng FLR để mà trao cho những bài nào mà lưu trữ đồng Litecoin Thì đây là một thông tin mà thường vẫn chưa hiểu rõ lắm tại sao lại có đồng Spark Token À, bây giờ lại có đồng FLR, Nhưng mà nào mà hiểu thêm thông tin thì hãy comment ở dưới Và khi mà biết thông tin thông tin thì mình sẽ chia sẻ với các bạn Đây là tình hình liên quan tới Friend Network và Litecoin và mình nhìn vào giá của Litecoin ngày hôm nay thì rất khó nói tại vì các bạn thấy là Litecoin tăng 9,8% nhưng mà cái phần trăm tăng trưởng này thì cũng tương tự như nhiều đồng lớn các bạn thấy được là chúng ta có Ethereum cũng tăng là 7% các bạn có KODA nó cũng tăng 10%, cho nên cái sự tăng trưởng này là không hẳn liên quan đến thông tin liên quan đến những người lưu trữ đồng Litecoin có thể nhận được đồng FLR thì chúng ta sẽ tiếp tục xem coi tình hình là như thế nào. Còn về Ethereum đó thì các bạn thấy được là tùy theo quốc gia thì có cách nhìn riêng về còn về XRP đó thì các bạn thấy được là tùy theo quốc gia. Bây giờ thì chúng ta vẫn chưa có biết được là XRP có phải là chứng khoán hay không, tại vì chưa ra tòa. Nhưng mà các bạn thấy được là trước đây thì chúng ta cũng nhận được thông tin đến từ nước Anh đó, thì nước Anh coi đồng XRP như là một cái loại tài sản kỹ thuật số như là Bitcoin và Ethereum không có gì khác biệt hết cho nên các bạn thấy được là tùy theo là quốc gia nào ở nước Anh thì các bạn thấy là cái tài liệu này được chia sẻ thì hướng nước Anh coi là XRP là một cái token tương tự như Bitcoin và Ethereum và ngày hôm nay thì cũng có cái thông tin được chia sẻ từ Nhật Bản thì những nhà lập pháp của Nhật Bản nói là đồng XRP không phải là chứng khoán đối với chính phủ của Nhật Bản cho nên chúng ta bây giờ cũng rất là khó nói được là XRP có phải là một chứng khoán hay không và nếu như mà Hoa Kỳ liệt XRP vào chứng khoán thì những cái nước này nước Nhật Bản và nước Anh là những nước đồng minh của Hoa Kỳ thì có thay đổi nhận định của mình về XRP hay không tại vì các bạn thấy được là những nhà lập pháp ở Hoa Kỳ, ở Anh và ở Nhật Bản thì quan hệ rất mật thiết với nhau chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi câu tình hình như thế nào nhưng mà ít ra các bạn cũng thấy được là tình hình bây giờ thì cho thấy những nước lớn như là Nhật Bản và nước Anh thì không coi XRP là một chứng khoán và cái kết quả mà tôi nghĩ là nhiều bạn mong muốn nhất đó chính là đồng XRP thì tương tự như là EOS sẽ đóng phạt và sau khi đóng phạt cho SEC thì coi như là họ bỏ qua và XRP tiếp tục hoạt động. Đây là điều mà thằng nghĩ là ai cũng muốn hết. Chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi.